Xin chào mọi người đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay mình đem đến cho các bạn chủ đề, đấy chính là phước lành mà bạn sẽ nhận được sắp tới đây là gì. Phước lành ở đây bạn có thể hiểu nó giống như là một cái sự may mắn, nó giống như là một cái sự tốt đẹp mà nó sẽ được đem đến với các bạn. Tuy nhiên thì phước lành thì nó đôi khi nó hay xuất hiện vào những lúc mà trớ trêu nhất, những lúc mà các bạn cần đến sự gọi là giúp đỡ nhất, cứu giúp nhất thì nó sẽ xuất hiện. Vậy thì đôi khi chúng ta phải dám chấp nhận cái chọn cái việc là có cái phước lành đấy vào lúc khó khăn chẳng hạn. Đó thì phải chấp nhận cái khó khăn đấy xảy ra. Thì chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn. 1, 2, 3, hãy giúp mình lựa chọn một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất để xem là cái phước lành mà bạn sẽ nhận được sắp tới đây là phước lành gì. Đó, 3 tụ bài. Ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1. Xin chào các bạn đến với tụ bài đầu tiên. Và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Tụ bài số 1 này, thật ra khi mà mình có rút bài lên ấy, mình lật bài lên ấy, thì mình bảo ôi tụ này không phải là lành bình thường rồi, mà nó là lành ít giữ nhiều nha. Nhưng mà thôi các bạn đừng có lo, từ từ mình sẽ giải thích cho các bạn. Hãy đón nhận thông điệp một cách thật là cởi mở nha. Rồi, tại sao lành ít giữ nhiều? Bởi vì cái này là trong cái giữ có cái lành này. Rồi, đầu tiên á, là mình thấy rằng với combo 3 cái lá bài này thì thực sự là không còn gì để mà nói luôn ấy. Thì mình thấy là chuyện này có thể có những bạn là đang trải qua chuyện này rồi, hoặc là đã trải qua vừa mới đây, hoặc nếu như mà chưa thì các bạn nên cẩn trọng một chút. Trong thời điểm tiếp theo thì mình thấy được rằng là sẽ có một cái chuyện gì đấy nó đột ngột xảy ra. Đó, nó đột ngột xảy ra và nó sẽ khiến cho các bạn khá là choáng và bất ngờ. Đó, và điều đấy có thể khiến cho các bạn cảm thấy rơi vào một cái trạng thái đau và thất vọng. Đó, nhưng cái vấn đề đó nằm ở cái chỗ là bản thân bạn ấy trước đó ấy là đã nhận được những cái dấu hiệu gì đó rồi, rằng hình như có một cái gì đấy không ổn sẽ diễn ra, hoặc là đã có những cái tín hiệu báo động gì đó rồi, nhưng mà các bạn lơ đi. Các bạn không quan tâm đến nó, các bạn không để ý đến nó. Đó, các bạn nghĩ là rồi sẽ ổn thôi, rồi này kia các thứ. Thế nhưng mà khi mà mọi thứ nó lên đến đỉnh điểm ấy, và nó không thể nào mà nó giống như các bạn tưởng tượng như một cái dây thừng ấy, nó đang buộc một cái gì đấy á, nhưng mà cái dây thừng đấy nó buộc mà nó chặt quá rồi, đến lúc mà nó đã mòn quá rồi thì nó sẽ phải đến lúc mà nó đứt ra thôi. Đó thì nó cái thời điểm này, nếu như những bạn có những bạn trải qua rồi thôi không nói, còn có những bạn vừa mới trải qua hoặc là sắp tới đây trải qua, thì cái này á là bởi vì bạn đã được cảnh báo từ trước rồi bằng rất là nhiều cách, thậm chí có người đến nói với bạn luôn, hoặc là bạn được nhìn thấy những dấu hiệu luôn, rất nhiều cảnh báo nhưng mà các bạn lờ đi. Đó, cho nên khi mà nó xảy ra thì bản thân các bạn cảm thấy rất là thất vọng và cảm thấy không thể tin được. Đó, nó dạng như không thể tin được. Và mình thấy rằng là cái vấn đề này này thì mình không rõ cụ thể ấy, là nó liên quan đến cái vấn đề gì. Có thể nó là công việc, có thể nó là tình yêu, có thể là trong một mối quan hệ nào đó bạn phát hiện ra cái người đấy họ làm tổn thương mình, và bạn cảm thấy rất là giống như bạn cảm thấy giống như là mình giống như là một người bị bỏ rơi á, mình bơ vơ ấy. Trong chuyện trong cái mối quan hệ đó mình bơ vơ, mình buồn bã. Đó, thế nhưng mà đây lại là một cái phước lành. Phước lành được giấu trong một cái vỏ bọc xù xì. Bạn nên hiểu rằng cũng may là bởi vì mình đã phát hiện ra đây là cái sự thật này nó là như vậy. Đó, cũng may là chuyện này đã xảy ra để mình dừng lại đúng lúc. Đó, thì mình thấy là cái phước lành của bạn nó sẽ xuất hiện ở trong cái câu chuyện này là gì? Thứ nhất, các bạn còn có những người bạn của bạn, còn có những người thân yêu, còn có những người yêu thương bạn sẽ ở xung quanh bạn. Những người này sẽ giang tay ra giúp đỡ và hỗ trợ bạn vượt qua cái trạng thái này, cái nỗi buồn này. Đó, mọi người sẽ giống như là hỗ trợ bạn và giúp đỡ bạn rất là nhiều. Cái thứ hai ở đây á, đây là cái bước ngoặt của bạn, và nó giúp bạn có được cái sự giải phóng khỏi những cái điều tồi tệ hơn có thể sẽ đến. Đó, đây chúng ta có là freedom này. Thật ra có những bạn ấy, các bạn biết là cái thứ này không thể duy trì được lâu rồi, nhưng mà các bạn cố. Có những bạn là các bạn hiểu rồi, hiểu rằng không thể, khó rồi,
Nhưng mà các bạn cố thôi, các bạn cố cứu thôi, cứu được tí nào hay tí đấy thôi. Thế nhưng mà không thể cứu được nữa, không thể nào mà nó nguyên vẹn được như lúc trước nữa. Đó, cho nên khi mà nó sụp xuống ấy thì bạn gần như là được giải phóng, bạn giống như là một cái người được giải phóng vậy. Bạn tìm về được với cái sự tự do của mình. Vậy thì cái điều này là tốt hay xấu? Vậy thì cái điều này là lành hay dữ? Trong cái dữ có cái lành, trong cái lành có cái dữ. Đó. Vậy thì cái phước lành ở đây nó được ẩn giấu đằng sau những bài học của bạn. Đó, và điều này là điều tất yếu xảy ra. Có những bạn sẽ nói với mình là không, chỉ muốn những điều tốt đẹp đến thôi, còn không muốn những điều xấu nó tới. Đúng, không ai muốn những cái điều xấu nó tới. Nhưng có những thứ chúng ta nghĩ là tốt đẹp nhưng nó chưa chắc là tốt đẹp đâu. Đó, vũ trụ có một cái tầm nhìn khác với chúng ta, xa hơn so với chúng ta. Họ nghe được những cái cuộc trò chuyện mà chúng ta không thể nghe thấy được. Họ nhìn thấy và biết được những thứ mà chúng ta không thể biết được. Cho nên mới có một cái sự an bài và dẫn dắt như thế này. Sau đó thì ở đây chúng ta có một lá bài, đấy chính là sẽ có kết quả có lợi dành cho đôi bên. Thì mình thấy được rằng là bạn yên tâm đi. Mặc dù là những cái lá bài đây nó thể hiện ra cái tình trạng là như thế này, thế nhưng mà mình thấy được rằng là bạn sẽ có một cái lối đi cho mình, bạn sẽ có một lối thoát cho mình. Bạn và tất và cái lối đi và cái lối thoát này này nó sẽ có lợi không chỉ cho bạn mà cho những người liên quan đến câu chuyện này, cho những người xung quanh luôn. Đó, nhưng mà cái mà có thể là bạn chưa hiểu rõ ở đây, đấy chính là bạn không biết được rằng là cái sự sụp đổ này là một điều tốt, là một phước lành. Và bởi vì bạn không biết điều đó nên có thể là bạn sẽ dãy giụa, bạn sẽ đau đớn, bạn sẽ cảm thấy như mình thất bại, cảm thấy cô đơn, cảm thấy như kiểu bị bỏ rơi. Đó, rồi rất là nhiều vấn đề nào đấy nó xảy ra bên trong bạn. Nhưng rồi khi mà bạn tỉnh táo á, trong những giây phút bạn tỉnh táo ấy, bạn sẽ nhận ra bạn đã có được sự tự do. Đó, bạn đã có được cái quyền quyết định với những gì mà mình mong muốn. Đó, bạn có thể có những bạn ở đây vì tình yêu hay vì bất kỳ một điều gì đó đã từ bỏ đi đam mê của mình. Thì bây giờ cái tình yêu đấy nó sụp đổ, hoặc cái mối quan hệ đấy nó sụp đổ rồi, không còn điều gì để níu giữ các bạn ở lại nữa, thì có thể là các bạn sẽ quay về và chuyển hướng về với cái đam mê, về với cái con người thực sự, về với cái sự tự do của chính mình. Và luôn có những người yêu thương bạn, họ luôn sẵn lòng giang tay ra chờ đợi bạn. Bạn chạy về với họ, họ sẽ đỡ bạn. Đó là những người bạn của bạn, đó là những mối quan hệ xung quanh bạn, họ rất là yêu thương bạn. Đó, và phải nhờ vào những chuyện này thì có thể các bạn mới nhận ra rằng là hình như mình đã đặt trọng tâm cái cuộc sống này sai chỗ. Mình đã vì tình yêu, mình đã vì cái này, vì cái kia mà mình đã quên mất những mối quan hệ xung quanh. Mình đã quên mất đi chính bản thân của mình. Và bây giờ là lúc để mình quay về và tìm lại chính mình, tìm lại những mối quan hệ mà mình đã lãng quên. Đó, để kết nối lại với họ. Và đây là cái phước lành mà có lẽ là không nhiều người có thể nhìn ngay ra được, mà phải là người trải rồi. Trải nhá. Phải là người trải rồi. Đó, thì họ mới có thể làm thấy được toàn cảnh cái câu chuyện. Đó. Tại vì là thật ra như mình nói, vấn đề này đã tồn tại rồi và nó đã được dấu hiệu rất nhiều rồi. Nhưng các bạn lờ đi hoặc các bạn kiểu cố để mà gạt nó đi. Nhưng mà khi mà nó không thể trụ được nữa thì đến lúc nó phải sụp xuống ha. Chào các bạn, thì đến với tụ bài số 2 và đây là trải bài chung. Chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi thì chính là cái phước lành nó đang đến với bạn đây là gì? Thì mình thấy được rằng là ở cái tụ bài số 2 này á, cái phước lành nó đến từ việc bạn không làm gì. nó hay ở cái điểm này này. Đấy. Tức là có thể mọi người xung quanh hoặc những cái tình huống xung quanh nó luôn thúc giục các bạn là phải làm một cái gì đó. Đấy, hoặc là phải hành động đi, phải thế này, phải thế kia đi, kiểu kiểu như thế. Nhưng có một cái điều gì đấy đến từ bên trong bạn, có thể là trực giác hoặc cũng có thể là những cái cảm nhận gì đấy rất là tuyệt vời bên trong bạn ấy. Nó cứ khiến bạn và nó cứ giữ bạn ở lại. Nó cứ kiểu dạng như là nó khiến bạn chần chừ, nó khiến bạn suy nghĩ, nó khiến bạn kiểu giống như là không muốn làm ấy, kiểu dạng như vậy á. Có thể người khác sẽ cho rằng là đấy là tại vì bạn lười, hoặc là cái sức ì của bạn, hay là cái gì gì đấy. Thế nhưng mà cái đấy nó lại xuất phát từ cái bên trong bản thân của bạn, là bạn 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 cảm thấy là thời điểm này không phải là thời điểm để hành động, không phải là thời điểm để khởi nghiệp, không phải là thời điểm để mà làm cái gì đấy to tát cả. Đó, và các bạn có sự tính toán và chần chừ khá là nhiều. Vì mình thấy là sau khi mà các bạn tính toán chần chừ như thế xong á, mình thấy các bạn quyết định là các bạn đi về đi ngủ đấy.
các bạn quyết định dành một khoảng thời gian để nghỉ ngơi thay vì lao vào như người khác, thì bạn lại lùi lại. Cái việc làm này của bạn có thể nó rất khác so với đám đông, rất khác so với những người xung quanh, nên có thể bạn sẽ không nhận được sự ủng hộ từ những cái người xung quanh đó. Tuy nhiên, đây lại là một điều tốt, đây lại là một phước lành. Tại sao? Bởi vì mình thấy được rằng là sắp tới đây á, các bạn sẽ nhận được một cái tin mừng nào đó, một cái điều tốt đẹp nào đấy nó sẽ đến, nó chính là phước lành đấy. Một tin mừng, một phước lành nó sẽ đến với các bạn. Và bởi vì các bạn đã đứng yên, bởi vì các bạn đã không làm gì hết, bởi vì các bạn đã ngừng lại để nghỉ ngơi, nên cái điều này mới có thể tới với các bạn được. Còn các bạn mà đi nhanh thêm một chút nữa, hoặc là các bạn vội vàng thêm một chút nữa, thì điều này có thể đã không gặp được bạn, đã không đến được với bạn. Đấy, nó là dạng như vậy. Thì ở đây mình không quá rõ cụ thể nó là cái gì, nhưng mình thấy ở đây chúng ta có là Big Happy Chain này, rồi Fun Time ở đây này, rồi The Sun ở đây này. Thì mình thấy là thời điểm sắp tới nó sẽ là một cái thông tin rất là tốt. Nó là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn lao, một cái sự thay đổi lớn nó sẽ tới với các bạn. Và nó đem đến cho bạn rất là nhiều niềm vui, sự lạc quan và sự tốt đẹp. Đây là nó giống như thế này này. Cái câu chuyện ấy nó giống như thế này, nhưng mà nó có thể là ở nhiều tình huống khác nhau. Công việc, tình yêu hay là gì đấy nhá. Đây là nó giống như thế này. Bạn đi khám bệnh. Và có thể là bạn đi khám bệnh đi, và bắt đầu bạn phát hiện ra là mình bị một cái bệnh gì đó, kiểu dạng như vậy. Nhưng các bạn lại thấy có một cái gì đấy sai sai. Các bạn cảm thấy là không, mình không bị, hoặc là mình cái này không phải bệnh của mình, hoặc là chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Nhưng những người xung quanh thì cứ thúc giục bạn là phải uống thuốc đi, hay là phải điều trị đi, này kia các thứ. Nhưng mà bạn cứ có một cảm thấy là có một cái gì đấy không ổn, không đúng, hình như là nó sai rồi, dạng dạng như thế. Thế là bạn quyết định là không uống, không điều trị, không gì hết, tự dưng bạn đi về nhà, bạn đi ngủ, bạn đi ngủ, bạn kiểu thư giãn một thời gian, một vài ngày gì đó. Sau đấy là bắt đầu bác sĩ mới gọi bạn lên để trả một cái kết quả nữa chẳng hạn, kiểm tra lần hai chẳng hạn. Thì họ nói với bạn rằng là bạn không hề bị bệnh và cái kết quả lần trước là nó sai đó, hoặc là nó có vấn đề gì đấy, mọi thứ nó không nghiêm trọng như là trước đó đã thông báo, kiểu như vậy. Cái này thì mình không hề khuyến khích nhé, bởi vì là cái trường hợp sai sót đây nó rất là ít, không nhiều đâu. Nên là nếu như mà bác sĩ có, bạn có nghi ngờ kết quả bác sĩ, hay là nếu như câu chuyện này có thật đi chăng nữa, tình huống này có thật đi chăng nữa, thì bạn phải kiểm tra kỹ càng nha. Rồi, mình không khuyến khích, nhưng trong câu chuyện này của bạn nó sẽ là dạng như vậy. Tức là người ta thúc giục bạn, bạn không làm, vì bạn có một cái linh cảm riêng của bạn. Và bởi vì bạn không làm, cho nên là đến cuối cùng bạn lại được một cái điều gì đấy, nó là quả ngọt, nó là cái điều tốt đẹp nó tới. Nó hay ở cái dạng như thế. Giống như là họ bảo bạn là đi đến đây đi, để buôn bán cái này đi, thì bạn lại không buôn. Mặc dù là người ta ào ào đi, người ta buôn đấy, người ta có lời có lãi đấy, nhưng mà các bạn lại chọn không, kiểu như thế. Xong đùng một cái, có thể là người ta phát hiện ra là cái đồ buôn đấy á, chất lượng kém hay là gì gì đó. Và thế là những người ôm hàng thì bị có vấn đề, còn các bạn thì không sao. Đó. Và thậm chí sau đó ấy, có thể là như mình nói là bạn sẽ còn có cái sự thay đổi tốt đẹp hơn nó đến á. Tức là có thể là sẽ có một cái cơ hội khác, hay là một cái điều gì đấy tốt đẹp hơn nó đến với các bạn. Nó tốt cho bạn. Đó, nó xứng đáng với bạn hơn. Thì ở đây chúng ta có một lá bài, thì chính là các bạn sẽ nhận được sự chỉ dẫn đến từ phía vũ trụ. Vì thế hãy biết lắng nghe nhá. Và mình thấy là bạn sẽ làm tốt được điều này. Tiếp theo nữa thì mình thấy là ở đây có lá bài chính là bạn và những người bạn yêu thương sẽ được an toàn. Cho nên là mình thấy là cứ chậm chậm thôi, cứ từ từ thôi. Tin vào bên trong, tin vào trực giác, tin vào cái nhận định của bản thân ấy. Thì mình thấy là bạn sẽ có được rất nhiều thứ. Nhiều, thứ nhất là tránh được những cái xấu này. Cái thứ hai, có được những lợi ích tốt này. Cái thứ ba là những cái niềm vui, những cái điều tốt đẹp nó sẽ đến với cuộc sống của các bạn. Thì cái trường hợp ở đây nó chính là như thế. Giải thích thì nó nếu như mà không có ví dụ thì nó cũng hơi khó hiểu. Nên là mình buộc phải ví dụ theo cái trường hợp như thế, như lúc trước ha. Rồi xem nào, còn gì nữa không? Đấy. Mà lúc mà mọi người giục giã bạn ấy, hoặc là bày trước mắt bạn ấy rất là nhiều cám dỗ nhé,
rất nhiều cám dỗ, rất là nhiều cái đẹp nhá. Đây giống như là những cái lựa chọn ở đây này. Cái người đàn ông này đang đứng trước rất là nhiều lựa chọn. Bạn thấy không? Trong những cái lựa chọn này á, ở có cái ly là để vàng bạc châu báu, có ly là để tòa lâu đài, có ly thì để một cái con rắn ở đây, rồi rất là nhiều những cái gì đó ở đây. Đó, thì trong những cái lựa chọn này, trong những cái lựa chọn này có lựa chọn tốt và lựa chọn xấu, nên bạn phải cân nhắc xem là bạn nên lựa chọn cái gì. Đó, và đến cuối cùng mình thấy dường như là bạn không có lựa chọn gì nhiều, mà để cho vũ trụ chọn hộ bạn. Đấy, thanh lọc hộ bạn. Cái này là giống với câu là những người đặc biệt thì có nước đi riêng ấy. Nước đi của bạn không ai ngờ tới được. Và sau đấy mọi người sẽ phải ồ lên và kiểu ơ biết thế, thì thế nọ thế kia đấy. Rồi, thì đấy là tụ bài số 2. Chúng ta sẽ đến với số 3. Đến với tụ bài số 3, với câu hỏi đấy chính là cái phước lành đang đến với cuộc sống của bạn là gì. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, vì đây là trải bài chung nên có thể đúng với bạn hoặc là không. Thì cái phước lành đến với các bạn ở đây á, là liên quan đến chuyện tình yêu, chuyện tình cảm. Mình thấy là sắp tới đây bạn sẽ có một cái khởi đầu tình cảm rất là lãng mạn với một cái nhân vật nào đó. Đấy, và mặc nhưng mà về cơ bản thì mình không có thấy được cái nhân vật này họ là ai. Mình chỉ thấy rằng là cái tình cảm này nó rất là ngọt ngào, nó rất là đong đầy, nó ở những cái giây phút đầu á thì nó rất là gọi là rồi rất là sao ta, nhiều ấy, rất là nhiều. Thì ở đây chúng ta có A New Romantic Cycle Begin thì nó nói về việc là sẽ có một cái sự một cái giai đoạn, một cái chu kỳ sẽ của sự lãng mạn sẽ bắt đầu trong cuộc sống của bạn. Một cái chu kỳ thì các bạn biết là nó cũng sẽ phải kéo dài một khoảng thời gian nào đó rồi, đúng không? Đó, thì mình thấy được rằng là có thể bạn sẽ gặp họ trong những cái bữa tiệc, trong những cái lúc mà họp mặt, hoặc là có cái sự tiệc tùng gì đấy rất là vui vẻ với nhau. Đó, và chính bạn á, bạn và những cái người xung quanh ấy, hoặc là bạn và cái người này và một số một cái nhóm bạn nào đấy có thể chơi chung với nhau và rất rất là vui vẻ gì đấy với nhau nha. Đó, bạn có thể quen biết cái người này thông qua một cái nhóm bạn nào đó nữa nhá. Cái đấy cũng là một cái trường hợp. Thì cái vấn đề ở đây nó nằm ở cái chỗ là cái sự chúng ta gặp được cái nhân vật tình yêu đó, nó là một dạng phước lành, nó là một điều tốt. Đó, nhưng mà kéo theo đó cũng sẽ là những vấn đề. Rồi, thì bây giờ mình sẽ xem thêm một chút trước khi mà mình vào cái vấn đề ấy. Thì mình sẽ xem một chút về cái người này, xem là họ có cái đặc điểm hay là cái gì mà được coi là phước lành hay không, tốt hay không ha. Soulmate, các bạn có một lá bài soulmate ở đây. Người này khả năng sẽ là soulmate của bạn, tức là họ sẽ có một cái kết nối rất là đặc biệt với các bạn ở đây. Và tất nhiên là để mà chúng ta gặp được một cái nhân vật có một cái sự đặc biệt với chúng ta trong cuộc sống ấy, thì có thể cũng sẽ không dễ dàng. Chúng ta có thể trải qua rất nhiều mối quan hệ, gặp rất nhiều người, nhưng đâu phải cũng ai cũng sẽ ở lại đâu, đúng không? Đâu phải ai cũng sẽ ở lại với chúng ta, đâu phải ai cũng sẽ thấu hiểu chúng ta như những cái người bạn tâm giao tri kỷ đâu. Nhưng mà cái người này và bạn đã có được cái điều này. Cái thứ hai, lá thứ hai mà các bạn có được ở đây là lá bài phản ứng hóa học. Nó nói về việc là hai người có một cái sự gắn kết với nhau, có một cái sự phản ứng với nhau, có một cái sự khi ở bên cạnh nhau thì nó nảy sinh rất là nhiều những cái tình cảm, rồi rất là nhiều những cái cảm xúc gì đó có với nhau. Đấy, mình thấy đấy là đều là cái điều rất là tốt thôi. Nhưng mà ở đây cũng có nhắc đến cái việc là trong cái mối quan hệ này nó sẽ cần rất là nhiều cái sự nỗ lực đến từ cả hai bên để có thể có được cái sự phát triển theo một cái chiều hướng tốt nhất. Bây giờ mình sẽ nói về cái khó khăn của mối quan hệ này. Thì cái khó khăn của mối quan hệ này chắc chắn có, chắc chắn có. Nó đến từ chính cái nơi mà đã giúp cho hai người gặp gỡ được nhau. Đó, cái khó khăn này nó liên quan đến vấn đề của cái sự đồn đại, của cái sự to nhỏ, của lời ra tiếng vào. Cái này nó đến từ những người bạn của nhau, có thể là từ bạn của bạn và bạn của họ, hoặc cái nhóm bạn đấy. Mình thấy là kiểu giống như có thể trong nhóm bạn đấy có người thích cái người này, hoặc là trong nhóm của bạn có người thích bạn, và hoặc là không ưa bạn. Đấy, có người thích và có người không ưa. Và bởi vì có không ưa hoặc là thích gì gì đó nên là sẽ có rất là nhiều những cái thị phi xung quanh cái mối quan hệ này của hai người.
Đó, sẽ có thị phi, sẽ có to nhỏ. Đấy, và cái đấy đó sẽ là một trong những cái obstacle, một trong những cái khó khăn mà cả hai người sẽ phải trải qua trong cái mối quan hệ này. Đó, chính cái nơi mà các bạn đã cùng vui đùa với nhau, cùng có những kỷ niệm vui vẻ bạn bè với nhau, thì chính những cái người đấy, có thể một trong số những người đấy, họ lại trở thành những người có cái sự đồn đại to nhỏ. Thì vậy thì cái việc các bạn cần làm đây là gì? Ở đây chúng ta có hai lá bài. Một lá bài nói về don't stop, một lá bài nói về việc là đừng quan tâm đến những cái điều nhỏ nhặt. Đó. Thì quá rõ ràng rồi, lá don't stop này nó nói về việc là bạn đừng ngừng lại, đừng vì những cái lời ra tiếng vào hay là những cái sự thị phi này mà bạn ngừng lại cái mối quan hệ này. Đó. Thật ra khi mà bạn đến với cái nhân vật này á, thì cái trải nghiệm của bạn nó quan trọng hơn. Bạn cảm thấy họ là người như thế nào, bạn ra sao, người đó ra sao. Đó. Cái điều đấy nó xác thực hơn những cái lời nói từ bên ngoài. Lời nói từ bên ngoài đôi khi nó là những cái lời, có lời đúng nhưng cũng có những lời là bịa đặt. Đó, ví dụ như ai đó họ không ưa người này thì họ họ nói này nói kia, họ bịa chuyện, họ nói trắng thành đen. Và cái lá bài này cũng nói về việc là đừng quan tâm đến những cái điều nhỏ nhặt. Ở đây nó nói về việc là những cái sự đồn thổi này, thị phi này, hoặc là những cái điều mà bạn nghe được ấy, đôi khi nó là những cái điều rất là nhỏ nhặt và nó không đáng để quan tâm. Nó không phải là một cái red flag, nó không phải là thứ mà khiến các bạn thực sự quan tâm, cần phải quan tâm trong mối quan hệ này. Đó. Và mình thấy được rằng là trong mối quan hệ này các bạn lại cảm nhận được cái sự hài hòa mà các bạn có với nhau. Đấy, cho nên là cái này nó chỉ vướng mỗi một cái là bị thị phi thôi. Chứ còn lại thì mình thấy nó không có vấn đề gì. Trời ơi. Mình thấy được là thậm chí là sẽ có một cái sự cam kết nào đó diễn ra trong cái mối quan hệ này. Tức là các bạn sẽ có một quá trình tìm hiểu nhau, cảm thấy phù hợp với nhau, sau đấy là các bạn quyết định có thể là sẽ đi đến cam kết gì đấy với nhau. Đó, cảm thấy phù hợp với nhau quá rồi đấy, nên là có hẹn ước, có này kia các thứ. Đó. Nhưng mà mình thấy là không phải là cái nhóm bạn này của bạn xấu, mà là chỉ là một vài thành phần thôi, một hai người hoặc là gì đó thôi, có vấn đề thôi. Còn đâu còn lại á, mình thấy có thể những cái người này họ cũng muốn đẩy thuyền và giúp đỡ hai người. Nhưng mình cũng sẽ không thể phủ nhận được là những cái thị phi này nó cũng sẽ tạo ra những cái sóng gió trong cái mối quan hệ giữa hai người, và có thể khiến cho có hai người có những cái mâu thuẫn, hai người có những cái cãi vã, hai người cũng có những cái xung đột ở đây. Nhưng mà mình thấy các bạn đến cuối cùng sẽ cho nhau cái cơ hội để mà chứng minh rằng cái tình yêu này thực sự xứng đáng để ở bên cạnh nhau, để yêu thương nhau, để thay đổi và để phát triển. Ở đây một lá cuối cùng là lá Good Wedding For. Nó nói về việc là có rất là nhiều điều đáng chờ đợi các bạn ở phía trước. Đó, cho nên là ok, đấy là tụ bài số 3 nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhấn like đăng ký kênh của mình nha. Bye!